Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin 1 năm sau Đại hội 13, rối loạn chức năng toàn trị thêm trầm trọng. Mặc dù tham vọng của Đảng Cộng sản Việt Nam là cai trị toàn dân theo mô hình độc tài toàn trị. Tuy nhiên, chức năng toàn trị này đang có dấu hiệu bị rối loạn và mất kiểm soát trong bối cảnh dịch Covid đang hoành hành và tham nhũng tăng đều một cách toàn trị và trầm trọng hơn. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã có bài phân tích về hiện tượng này đăng trên đài tiếng nói EFA. Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tàn phá nền kinh tế và thay đổi cuộc sống xã hội bình thường. Giới lãnh đạo mong muốn coi đây là dấu mốc xua tan được tình trạng u ám, bi quan về kinh tế, xã hội và thể chế và khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới. Đây là hình ảnh các lãnh đạo đảng bỏ phiếu trong đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến dịch tuyên truyền về Việt Nam hùng cường, chiến lược để trở thành quốc gia có thu nhập cao và có cái mốc kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản ra đời vào năm 2030 và thành lập nước vào năm 2045 ghi trong văn kiện của đại hội lần thứ 13 được triển khai rầm rộ, đồng thời đưa ra thông điệp cải cách thể chế chính trị. Tuy nhiên, sau một năm nhìn lại, tình hình kinh tế xã hội trái lại đã có phần ảm đạm hơn. Những khó khăn và thách thức vẫn rất lớn cho những năm sắp tới của nhiệm kỳ 2015-2026, cũng như chiến lược phát triển. Chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối toàn trị, thường có nguồn gốc từ mô hình của Lenin, sử dụng bạo lực để huy động mọi nguồn lực cho mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Cùng với thời gian, chế độ toàn trị đã thay đổi và một trong những biến đổi là mô hình Trung Quốc mà Việt Nam đang noi theo là duy trì chức năng toàn trị, đồng thời chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường với các nguyên tắc vận hành thay thế cho kế hoạch hóa tập trung. Biến thể này có ưu thế trong thời kỳ đầu khi còn dư địa tăng trưởng lớn trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhưng đã giảm dần ưu thế cho đến khi diễn ra khủng hoảng kinh tế, kéo theo là bất ổn thể chế. Thời gian gần đây, sự rối loạn chức năng toàn trị trở nên ngày càng nghiêm trọng. Chế độ luôn trong tình trạng phải đối phó, bị động trước các thay đổi. Đây là hình ảnh vào hôm 30 tháng 9 năm 2021, 11 tướng lĩnh cảnh sát biển đã bị kỷ luật vì suy thoái đạo đức, nhận hối lộ, tiếp tay cho buôn lậu, vân vân. Bản chất của chế độ được phản ánh trong những tình huống bất thường. Trước đại hội lần thứ 13 với biểu hiện rối loạn vừa được thừa nhận, trên bảo dưới không nghe, hoặc là trên nóng dưới lạnh, hoặc là bộ máy trì trệ, hoặc là tham nhũng, rồi thì lợi dụng chức quyền, rồi được tham vọng quyền lực, cua cậy càng, cá cậy vây, vân vân. Thì trong bối cảnh đại dịch Covid-19, căng thẳng của biểu hiện trên trở nên trầm trọng hơn, trong đó có 4 vấn đề chủ yếu được phân tích dưới đây liên quan đến sự vận hành của hệ thống trong năm qua như thất bại chiến lược không Covid, chậm trễ đề xuất chương trình phục hồi kinh tế, đòi hỏi phân quyền lớn hơn cho các địa phương và thách thức lớn hơn đối với chính sách chống tham nhũng và tiêu cực. Trước hết về thất bại chiến lược không Covid, như đã biết, sau khi những chuyến xuất ngoại dồn dập của các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước sang các nước như châu Âu, Nga, Mỹ, Liên Hiệp Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, vân vân, vì mục đích kinh tế đã bị lu mờ bởi ngoại giao vaccine trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang trở nên cấp bách hơn. Chủ quan về chiến lược mua vaccine là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại lớn vật chất và tinh thần cho người dân và cả tính mạng của hơn 20.000 người dân. Chính sách không Covid thứ tư vào tháng 5 năm 2021 được ca ngợi là cách tiếp cận hiệu quả với chi phí thấp, thể hiện tính ưu việt của chế độ đã bị thay thế bởi chính sách thích ứng an toàn với Covid, theo nghị quyết số 128 vào tháng 10 năm 2021 của Chính phủ đề ra. Tuy nhiên, khi thực thi các chính quyền địa phương vẫn cát cứ là phép vua thua lệ làng, lạm dụng xét nghiệm gây cản trở lưu thông hàng hóa, lao động và cuộc sống hàng ngày của người dân. Đây là hình ảnh vụ phá cửa bức một người phụ nữ xét nghiệm ngoáy mũi ở Bình Dương gây chấn động dư luận trong nước. Hai là chậm trễ về đề xuất chương trình bị phục hồi kinh tế, tăng trưởng kinh tế vào năm 2021 tiếp tục sụt giảm, từ năm 2020 ở mức dưới 3%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch mà Quốc hội xác định. GDP không phản ánh chất lượng tăng trưởng trong thị trường kém phát triển nhưng vì nó đảm bảo cho tính chính danh và uy tín của Đảng Cộng sản, nên sự lựa chọn chính sách là thử rồi sai, đòi hỏi chi phí cao và không bền vững. Không còn là chỉ tiêu kế hoạch hóa mang tính pháp lệnh, mà chỉ để phấn đấu nên các giải pháp đưa ra thường thiếu luận cứ thị trường cần thiết. Để tăng tổng sản phẩm quốc nội GDP vào năm 2022 từ 6 đến 6,5% được Quốc hội 15 vừa thông qua trong kỳ họp bất thường, đồng thời với chương trình khôi phục kinh tế với quy mô gói kích thích chưa từng có lên tới gần 350.000 tỷ cho 2 năm 2022-2023. Nhưng thiếu những luận cứ thuyết phục giải tỏa những lo ngại về lạm phát cao là tiền không chảy đúng địa chỉ mà vào bất động sản, chứng khoán, vân vân, về sức cầu yếu, cung trì trệ, nghẽn đầu tư công và thực thi chính sách kém hiệu quả. Thực tế chỉ ra khi thị trường vận hành thiếu các nguyên tắc cần có, và hơn thế nữa, việc thực thi chính sách luôn bị thao túng bởi bóp méo, bởi nhóm lợi ích, bởi quan hệ tư bản thân hữu chính trị, kinh doanh đang lũng đoạn Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh tuần trước Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã hủy kết quả đấu giá đất kỷ lục ở Thủ Thiêm và Chủ tịch SEC bán cổ phiếu chui gây nhiễu loạn thị trường và gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư. Trong môi trường như vậy luôn xảy ra các hiện tượng khó lường của các đại gia. Giới siêu giàu như đấu giá đất cao bất thường gây rối loạn thị trường bất động sản, hoặc là bán chui cổ phiếu, phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới chuẩn, chuyển vốn ra nước ngoài, vân vân. Đây là những dấu hiệu bất ổn về kinh tế vĩ mô, kéo theo là bất ổn về xã hội và thể chế. Ba là đòi hỏi phân quyền lớn hơn cho địa phương thông qua cơ chế đặc thù. Phân chia quyền lực tản quyền đối nghịch với tập quyền là quá trình tất yếu chuyển đổi thị trường và dân chủ. Trước đây, quy chế đặc thù có tính chất đặc biệt về chính trị hay kinh tế cho thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Thì nay, trong năm vừa qua, Quốc hội 15 đã ban hành nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển ở thành phố Hải Phòng, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và Cần Thơ. Về hình thức nói, mục đích trao cơ chế đặc thù là nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng, nguồn lực, nhưng thực chất là những đòi hỏi về phân quyền tự chủ nhiều hơn cho chính quyền ở địa phương. Thậm chí có ý kiến đại biểu Quốc hội về sự cần thiết trao quy chế này cho tất cả các tỉnh thành, vì mỗi tỉnh đều có những đặc thù riêng của nó. Bốn là thách thức lớn hơn với chính sách chống tham nhũng tiêu cực, ví dụ như vụ đại án Việt Á đã xảy ra. Đây là hình ảnh bộ kit xét nghiệm rẩm do Việt Á và Học viện Quân y hợp tác nghiên cứu sản xuất và được toàn bộ báo chí của Đảng và các bộ khoa học công nghệ, Bộ Y tế tung hô lên tận trời mây, khiến cho Việt Á đã thu về tới 4.000 tỷ đồng chỉ trong thời gian rất ngắn. Bộ Công an khởi tố lãnh đạo của doanh nghiệp này và các cá nhân tổ chức liên quan với tội danh lợi dụng nâng giá bộ kit xét nghiệm COVID, và với tính chất nghiêm trọng và sức nóng của xã hội, nó đã thành đại án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Chống tham nhũng, tiêu cực, những hành vi trục lợi trong bối cảnh khủng hoảng vì đại dịch luôn bị lên án, coi là tội ác, nhưng sự cám dỗ khủng khiếp, mức hoa hồng lên tới 45% của gói thầu bộ kit đã khiến quan tham sẵn sàng chui đầu vào thòng lọng. Sự tha hóa quyền lực đã biến tham nhũng thành hiện tượng lũng đoạn nhà nước, sự cấu kết bài bản giữa quyền và lợi, giữa quan chức và doanh nghiệp mang tính hệ thống. Công tác điều tra vẫn đang được mở rộng, không có vùng cấm, nhưng bước đầu đã có loạt cán bộ, lãnh đạo của tỉnh, cấp vụ, thứ trưởng của các Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ bị khởi tố và kỷ luật về Đảng. Rõ ràng, đại án này đang phủ bóng đen lên sự rất thành công về nhân sự của Đại hội 13, dư luận đang đòi hỏi sự giải trình trách nhiệm của lãnh đạo liên quan tới cấp cao nhất. Rối loạn chức năng toàn trị kéo dài và càng trầm trọng chỉ ra sự cần thiết thay đổi mạnh mẽ chính sách cải cách thị trường, đồng thời với chuyển đổi dân chủ, vượt qua rào cản thể chế bị níu kéo bởi ý thức hệ giáo điều. Động cơ ít quan trọng hơn nhiều so với hành vi huyền thoại. Chủ nghĩa xã hội không thể thay thế cách vận hành, và hơn nữa, nếu lãnh đạo có ý định tốt nhưng không thể biết cách thực hiện hóa nó, thì nhiệt tình cách mạng chỉ là duy ý chí. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Á nhập kit thử Covid từ Trung Quốc, giá 21.000 đồng, bán cắt cổ người dân 400.000 đồng. Tổng cục Hải quan của Bộ Tài chính vào hôm 20 tháng 1 đã công bố thông tin chi tiết cho biết công ty cổ phần Việt Á đã nhập khẩu 3 triệu kit test nhanh xét nghiệm COVID-19 mới 100% từ Trung Quốc với giá có $0.95 một test, tương đương với 21.560 đồng một bộ. Lô hàng nhập khẩu có tổng giá trị là 64,68 tỷ đồng. Các lãnh đạo của công ty Việt Á là Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, và Vũ Văn Hiệp, Phó Tổng Giám đốc công ty, hiện đã bị khởi tố 2 tội danh là đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là hình ảnh báo của chính phủ ca ngợi Việt Á với bài viết là ưu điểm vượt trội của bộ kit xét nghiệm COVID-19 Made in Việt Nam. Công ty cổ phần Việt Á được báo chí nhà nước Việt Nam ca ngợi vào năm 2020 vì đã sản xuất ra bộ kit xét nghiệm COVID-19 loại PCE đầu tiên của Việt Nam, được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận và được Bộ Y tế cấp số đăng ký. Trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam thậm chí còn đăng tin chính thức về việc Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận bộ kit test của Việt Á. Tuy nhiên, sau khi những sai phạm của Việt Á được phát hiện vào khoảng cuối năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã lên tiếng đính chính rằng không có chuyện Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận kit xét nghiệm của Việt Á. Theo điều tra của công an, công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Theo truyền thông nhà nước, khi giới thiệu về bộ kit xét nghiệm, lúc đầu ông Phan Quốc Việt đã tự định giá kit là 400.000 đồng đến 600.000 đồng một bộ. Sau đó, vào ngày 13 tháng 7 năm 2021, Bộ Y tế có văn bản do ông Nguyễn Minh Tuấn là vụ trưởng vụ trang thiết bị và y tế ký gửi các y tế, bệnh viện trực thuộc bộ cập nhật danh sách sinh phẩm, khả năng cung ứng và giá bán kit test và đặt kit test của Việt Á vào vị trí số 1 trong danh sách. Kèm theo công văn của Bộ Y tế là giá bán công bố của bộ kit test là 470.000 đồng một bộ, áp dụng cho đơn hàng dưới 500.000 bộ. Hiện không rõ bộ kit test nhanh được Việt Á nhập về được bán như thế nào, nhưng giá một lần xét nghiệm nhanh của Bộ Y tế quy định là 280.000 đồng. Tuy nhiên, theo truyền thông nhà nước, tại một số bệnh viện tư, giá này có thể lên tới 390.000 đồng mỗi lần. Liên quan đến vụ án tại công ty cổ phần Việt Á, công an đã khởi tố tổng cộng 19 người với các cáo buộc tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và tội về lợi dụng chức quyền và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là hình ảnh Phan Quốc Việt cùng các bị can bị khởi tố trong vụ án. Có 3 lãnh đạo thuộc Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là ông Nguyễn Nam Liên là Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Trang thiết bị và Công trình Y tế của Bộ Y tế và Trịnh Thanh Hùng, Vụ Phó Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, ông Phạm Duy Tiến, Giám đốc CDC Hải Dương bị khởi tố về tội nhận hối lộ với số tiền lên tới 27 tỷ đồng. Hôm 7 tháng 1, truyền thông nhà nước trích dẫn thông tin từ Bộ Công an. Theo lời khai của Phan Quốc Việt cho biết, Việt Á đã thổi giá xét nghiệm kit test COVID-19 lên thêm khoảng 45% và đưa hối lộ cho các đối tác 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin không cho biết cụ thể những người nào đã nhận hối lộ và mỗi người nhận bao nhiêu. Trả lời trước Quốc hội vào hôm 18 tháng 1, Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng cho biết, các đối tượng liên quan đến vụ án này rất nhiều nên chúng tôi đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm đến đâu công bố công khai cho công luận biết đến đó và điều chỉnh các quy định kịp thời liên quan đến mua bán, đấu thầu thiết bị y tế, sinh phẩm chống dịch. Vụ án ở Việt Á được xác nhận là nghiêm trọng vào ngày 29 tháng 12 năm 2021 đã được đưa vào diện của Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo dõi chỉ đạo. Tờ báo Lao động vào hôm 20 tháng 12 năm 2021 có đặt câu hỏi rằng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế cho biết kit của công ty Việt Á sản xuất ở đâu mà có. Đây là hình ảnh phòng sản xuất kit test rộng có 10 m2 của công ty Việt Á. Bài báo hỏi thẳng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế rằng kit xét nghiệm của công ty Việt Á có do doanh nghiệp này sản xuất hay mua ở đâu về lắp ráp. Bởi vì các nhà máy của công ty Việt Á ở đâu sản xuất kit xét nghiệm COVID-19 theo quy trình công nghệ gì? Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế chắc chắn đã đi kiểm tra nhà máy và quy trình nên mới công nhận và cấp phép. Riêng phóng viên của báo Lao động đi đến các địa điểm của công ty Việt Á tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương thì không dám nghĩ đó là cơ sở sản xuất kit xét nghiệm. Và nó cũng chẳng thể sản xuất ra những bộ kit xét nghiệm COVID-19 mà chỉ có thể là các kho chứa đồ phế thải mà thôi. Thời gian nghiên cứu từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, nhưng ngày 3 tháng 3 năm 2020, Hội đồng Khoa học Công nghệ cấp quốc gia đã thông qua và kiến nghị Bộ Y tế cấp phép sử dụng bộ kit test PCE do Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công ty Công nghệ Việt Á phối hợp nghiên cứu sản xuất. Một tháng đã nghiên cứu thành công một công trình khoa học quan trọng như trên thì xứng đáng được trao giải cỡ thế giới. Nêu lại thông tin này để thấy rằng việc công bố thành tựu khoa học kit test là ngụy khoa học, là dối trên gạt dưới. Còn nữa, Bộ Khoa học Công nghệ phải trả lời rõ rằng kit test Việt Á nhập từ Trung Quốc, vậy thì 19 tỷ đồng sử dụng để nghiên cứu những gì? Báo Lao động đã đọc ra câu hỏi như vậy. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Mai Bá Kiếm bình luận vụ việc với tựa đề "Cháy nhà ra mặt khỉ đột". Đây là hình ảnh vào hồi tháng 3 năm 2021, các trang của Đảng đồng loạt nổ bom về bộ kit xét nghiệm dởm. Báo Tuyên giáo thì nói bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận để bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm ở Vương quốc Anh. Đài truyền hình Việt Nam VTV thì nói nhiều nước đặt mua bộ kit test của Việt Nam sản xuất. Báo Thanh niên nói nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm, vân vân. Tất cả đều là những tin dối trá và tiếp tay cho Việt Á thu về 4.000 tỷ đồng trong thời gian rất ngắn giữa đại dịch người dân khốn khổ. Từ khi khởi tố vụ án của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tôi mong báo cáo hải quan về việc nhập kit của Việt Á còn hơn hồi nhỏ trông má về chợ, ông nói. Tối ngày 20 tháng 1 năm 2022, Tổng cục Hải quan phát thông tin về số liệu nhập khẩu của công ty Việt Á liên quan đến bộ kit xét nghiệm COVID-19 bằng các thống kê ngắn gọn nhưng nói ra nhiều sự thật. Phan Quốc Việt là giám đốc công ty Việt Á có 5 chi nhánh và đứng tên giám đốc trên 11 công ty, trong đó chỉ có Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng máy móc, thiết bị dụng cụ y tế, nhập khẩu chất thử thí nghiệm dùng trong thủy sản, mồi phản ứng PCE, phụ kiện dùng trong phòng thí nghiệm, vân vân. Như vậy, Việt Á không có chuyên môn sâu và có dây chuyền sản xuất thí nghiệm chuẩn nào để có thể chế tạo ra bộ kit test. Bằng chứng là xưởng sản xuất của nó chỉ có 10 m2, 10 công nhân và 2 tủ lạnh dùng cho thực phẩm. Vậy mà chỉ trong 3 tháng, tháng 3 và tháng 4 năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã mang mặt nạ khỉ, giả tạo Tề Thiên, giao đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp ngân sách tới 20 tỷ đồng cho Học viện Quân y nghiên cứu thử nghiệm bộ kit test và hô biến nghiệm thu đề tài chỉ sau có 1 tháng. Bộ Y tế cũng mang mặt nạ khỉ, giả mạo Tề Thiên, bứt cọng lông thổi phù cái, biến ra giấy phép đăng ký lưu hành, cấp phép cho sản phẩm kit test của Việt Á. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và công điện khẩn yêu cầu thần tốc xét nghiệm. Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021, Việt Á nhập khẩu 3 triệu bộ thành phẩm que thử test nhanh, xét nghiệm định tính Novevirus 19. Đây là sản phẩm mới 100% được phát triển và sản xuất từ Trung Quốc. Giá khai báo có 0,95 USD là khoảng 21.000 đồng. Tổng giá trị là 64 tỷ đồng. Ngoài que ngay mũi, trong 5 năm 2017-2021 đã nhập nguyên liệu hóa chất, chất thử, phụ kiện, dụng cụ, máy móc dùng trong phòng thí nghiệm, nguyên liệu sản xuất sinh phẩm, chuẩn đoán xét nghiệm với tổng kim ngạch là 286 tỷ đồng. Như vậy, Việt Á chỉ nhập tổng cộng có 286 tỷ đồng thiết bị, nguyên vật liệu và pha trộn 5 loại hóa chất ghép thành bộ kit test PCE để bán cho 62 tỉnh, CDC tỉnh thành và các bệnh viện, thu về 4.000 tỷ đồng. Bỏ 286 tỷ đồng, thu về gần 4.000 tỷ đồng và chi hối lộ 800 tỷ đồng, dù không biết bộ kit này có đạt chất lượng hay không. Vậy mà, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời do mải mê chống dịch, không để ý giá bộ kit test. Bộ trưởng Long mải mê đếm tiền hay mải chống dịch? Có ngon thì hãy đến lăng ông bà Triều để thề đi, tác giả nói. Bộ Khoa học Công nghệ bịa đặt thông tin Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận bộ kit test của Việt Á và nước Anh thì đặt mua của Việt Á. Khi đổ bể ra thì lại đổ thừa do tin vào thông tin của báo chí, ca ngợi bơm thổi Việt Á. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khi đó cũng ra lăng ông bà Triều hãy thề. Nhà báo Mai Bá Kiếm đưa ra yêu cầu như vậy.